Gần đây thông tin Phi Nhung liên tục được cho là đang điều trị tại Mỹ và cái chết chỉ là một màn kịch dư luận, vì trước đó cũng có rất nhiều nguồn tin sai lệch ảnh hưởng tới ca sĩ Phi Nhung. Thông tin này khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng. Cụ thể gần đây có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội được xác thực rằng ca sĩ Phi Nhung thực chất vẫn còn sống và được đưa về Mỹ bởi con gái Wendy, nhưng cô không còn là ca sĩ nữa. Sau khi ra viện cô sẽ từ giã nghề nghiệp vì có quá nhiều lùm xùm dư luận oan ức trước đó. Giả thiết này được cho rằng Phi Nhung sẽ được hồi sinh tại trung tâm đông lạnh xác cho hồi sinh lớn nhất tại Mỹ. Trung tâm kéo dài sự sống này sử dụng phương pháp đông lạnh để bảo quản xét người chờ hồi sinh trong tương lai khi khoa học đã phát triển. Đông lạnh xác là một quá trình đóng băng cơ thể người đã chết ở nhiệt độ thấp khoảng âm 196 độ C, lưu trữ chúng để chờ hồi sinh trong tương lai. Điều này chỉ được thực hiện sau khi bệnh nhân chết lâm sàng. Theo ông More, giám đốc trung tâm cho biết, chúng tôi xem nó như là một phương pháp mở rộng cấp cứu. Trung tâm chỉ tiếp quản bệnh nhân khi y học ngày nay đã hết cách. Hãy nghĩ về nó như thế này. 50 năm trước, nếu thấy một người tắt thở khi đang chạy bộ, bạn sẽ kết luận luôn rằng họ đã chết. Ngày nay chúng ta không còn làm vậy. Thay vào đó chúng ta sẽ tiến hành hô hấp nhân tạo, làm thủ thuật sơ cứu. Những người đã chết 50 năm trước đáng ra có thể được cứu sống. Đông lạnh xác cũng hoạt động như vậy, chúng tôi chỉ ngăn cơ thể họ bị tổn hại nặng nề hơn cho đến khi y học có cách chữa trị. Đây được xem là ý tưởng được ưa chuộng bởi những nhà khoa học theo chủ nghĩa tương lai. Lý luận chung của họ rất đơn giản, thuốc men và y khoa vẫn luôn phát triển, những căn bệnh nan y hôm nay có thể được chữa trị trong tương lai. Đông lạnh xác là một cách để thu hẹp khoảng cách giữa hai mốc thời gian đó. Đầu tiên nhóm dự phòng chuyển người bệnh sang giường băng, phủ lên cơ thể họ một lớp đá lạnh. Sau đó anh cô dùng máy hồi sức tiêm phổi, đưa máu đi khắp cơ thể trở lại. Các chuyên gia sử dụng 16 loại thuốc khác nhau để bảo vệ tế bào trong cơ thể, khiến chúng không bị suy giảm chức năng khi người bệnh đã mất. Cuối cùng cơ thể sẽ được bảo quản lộn ngược trong tủ đồng chứa nitơ lỏng. Đến nay đã có hơn 1.000 người đăng ký sử dụng phương pháp này. Chi phí duy trì thành viên hàng năm là khoảng 770 USD. Quá trình đông lạnh toàn bộ cơ thể có giá lên tới 80.000 đến 200.000 USD. Theo giám đốc trung tâm cho biết, số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ ủy thác chăm sóc bệnh nhân, giữ cho cơ sở hoạt động và lưu trữ các thi thể trong thời gian dài. Không biết liệu rằng thông tin trên có đúng hay không, nhưng chúng ta có thể hy vọng rằng một ngày nào đó ca sĩ Phi Nhung sẽ quay trở lại sân khấu bằng thân thể bằng xương bằng thịt nhờ khoa học tiên tiến phát triển còn câu chuyện ca sĩ phi nhung của chúng ta còn sống hay đã mất thì mình tin rằng trong bản thân của chúng ta đều có câu trả lời là phi nhung vẫn còn sống sống trong hàng triệu trái tim con người việt nam cô vẫn ở đây là một cô ca sĩ thân thiện tài ba hiếm có